Ngày mai con định mời bao nhiêu bạn đến dự sinh nhật vậy? À, dạ. Ở trường chị ấy rất nổi tiếng, chắc là hơn 100 người luôn á mẹ. Em nói quá, thời buổi này đâu có ai mời nhiều người như vậy chứ. Hôm nay mình có một chuyện muốn thông báo. Sắp tới sinh nhật mình và mình chỉ mời một vài người, những người thực sự là bạn của mình. Chị ơi, chị thật tuyệt vời. Nếu nói vậy thì sẽ có ngôi sao nổi tiếng đến dự có đúng không? Ngôi sao nổi tiếng, chắc có đó. Sinh nhật của anh ơi. Bạn bè sao? Mình có thể mời ai đây ta? Trong lớp này, bạn bè mình có thể chia làm 3 nhóm. Nhóm thông minh luôn có điểm số cao. Tiệc sinh nhật á hả? Xin lỗi nha, mình phải đi học thêm mất rồi. Mình cũng vậy. Nhưng mà không thân lắm chắc sẽ không đi đâu. Nhóm thứ hai, nhóm học sinh gây chú ý. Thôi quên đi, nhóm này mình cũng đâu có chơi thân lắm. Lời nói dối cuối cùng là gì bạn nhớ không? Nói thiệt là mình cũng không nhớ đâu. Có tổng cộng 5 lời nói. Nhóm thứ ba chính là nhóm không nổi bật gì hết. Mình cũng không thân với nhóm này luôn. Nhưng mà ít ra thì có thể thương lượng được. Nó rất vui mà. Thái độ gì vậy? Phản ứng gì đây? Mình đáng sợ tới nỗi vậy sao? Thiệt là khó chịu. Nhưng mà phải tỏ ra dễ thương mới được. Các bạn ơi. Mẹ ơi cứu con. Các bạn ơi, lát nữa tan học các bạn có làm gì không? Sao khi tan học tụi mình có nhiều việc phải làm lắm. Đúng như vậy. Có muốn ghé qua nhà mình ăn cơm không? Sau này em ráng đừng có quên đồ nữa. Chị không thể cứ ở mãi bên cạnh em để làm gì cứu tinh đâu, em hiểu không? Chị đang nói gì vậy? Hôm trước chị cũng để quên cái máy ghi âm để qua mượn em đó. À đúng rồi, hôm nay chị có đi sinh nhật của chị Anh Huy không? Anh Huy hả? Sao chị lại phải tới đó chứ? Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của Anh Huy thiệt sao? Em nghe nói họ sẽ làm một bữa tiệc lớn ơi là lớn luôn. Đồng hồi còn khoe sẽ có một ngôi sao nổi tiếng và món lobster. Nhưng món lobster là món gì mới được chứ? Sao trước giờ chị chưa bao giờ nghe qua? Lobster là một loại hải sản đó. Em nghe nói chúng nhìn rất giống tôm và cua xanh. Nhưng mà hơn vậy thì ngon gấp 100 lần luôn. Có thiệt không? Sao lại có món ăn độc đáo tới như vậy chứ? Tôm và cua xanh đã ngon lắm rồi, vậy mà nó còn ngon gấp 100 lần luôn. Em nghe nói là có quân ban đến nữa. Nhưng nếu như chị không được mời thì làm sao em đi chung? Chị chứ, còn có anh quân ban. Anh quân ban và lobster thật sự quá hấp dẫn đối với mình. Hay là hỏi thử coi bạn ấy có mời mình hay không? Có nên mời Shadow không ta? Vì sao giờ học bạn ấy thường không làm gì hết? Tính ra trong lớp chỉ có bạn ấy rảnh nhất thôi à. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của bạn hả? Đúng rồi đó, hôm nay sinh nhật của mình. Không biết là bạn có thể tới dự được hay không? Được chứ, là sinh nhật của bạn tốt kia mà. Còn lâu mình mới là bạn tốt của cậu ta. Nằm mơ cũng không, chỉ là hôm nay thôi. Bạn tốt sao? Bạn tin nổi chuyện này sao? Shadow à, tụi mình nên chơi bài ngửi với nhau đi. Bạn nói cái gì hả? Thật lòng mà nói thì mình không hề muốn có bữa tiệc này. Vì mình không thích ai ở trong trường hết. Nhưng nếu như mình không mời một ai thì gia đình mình sẽ nghĩ rằng trong trường này không có ai thích mình, có biết chưa? Rõ ràng là không có ai thích mà. Mình hiểu rồi Anh Huy à. Chúc mừng sinh nhật của bạn. Chào chị Shadow. Mà sao con chỉ mời một bạn thôi vậy? Con mời cũng nhiều bạn lắm đó mẹ. Nhưng họ không thích bạn ấy. Họ nói có Shadow thì họ không đi. Chị ơi, chị không có bạn sao? Con không thích khi các bạn phân biệt đối xử với nhau. Cho nên con chỉ mời một mình Shadow và các em của bạn ấy. Mình nói đúng không Shadow? Làm gì có chuyện đó chứ. Dạ đúng rồi, Anh Huy là một người bạn vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nữa thưa bác. Bạn ấy luôn quan tâm tới con. Nếu không có chị của mình, chắc là chị của bạn đáng thương lắm. Đẹp.
của bạn đây. Ờ? Ờ? Đây là cái gì vậy? Một hòn đá sao? Những thứ khác đều bị hao mòn và biến mất, nhưng hòn đá thì không như vậy. Cũng giống như tình bạn của chúng ta, nó sẽ bền vững mãi mãi hệt như hòn đá này. Được rồi, mình sẽ giữ nó cẩn thận. Còn đây là búp bê Little Mini em thích nhất. Chị chăm sóc nó ha. Đẹp ghê, cảm ơn em. Sao em không chịu dán nhiều keo hơn một chút cho nó chắc? Đây là những hạt dưa hấu mà em thu lượm được. Chị hãy trồng và thu hoạch những trái dưa hấu thật ngon nha. Em hãy mau đem về tự trồng đi. Sao bạn lại làm các em của mình khóc chứ? Mình tới đây vì cảm thấy bạn ở một mình quá đáng thương. Nhưng bây giờ mình thấy bạn bị như vậy là đáng đời rồi. Mimi à, Baby à, về thôi. Nhưng mà sao không thấy anh Quân Bang đâu hết? Quân Bang sao? Chỉ là nói dối thôi. Làm gì có chuyện anh ấy tới đây chứ? Anh ấy thậm chí còn không biết nơi này là ở đâu thì làm sao mà. Anh Quân Bang! Bất ngờ chưa? Đã nói là mình đặc biệt mà. Em xin chào anh chị. Em là bạn của anh thôi. Bạn tốt nhất, thân nhất, vui buồn đều có nhau. Em là Cha Cha Đu ạ. Rất vui được gặp em. Anh biết không, ở trường em, Anh Huy chính là một viên ngọc vô cùng quý giá. Bạn ấy yêu mến tất cả các bạn khác, còn rất tôn trọng giáo viên nữa. Mỗi ngày lên lớp đều mang thêm niềm vui tới cho mọi người. Thật sự là một người bạn tuyệt vời. Vì mình đặc biệt mà. Em nói là Anh Huy hả? Nhưng Anh Huy là ai vậy? Hả? Hình như không phải nhà này đâu. Nơi chúng ta cần tới là tiệc sinh nhật của diễn viên Ô mà. Diễn viên Ô? Diễn viên Ô sống ngay kế bên nhà em. Anh xin lỗi mấy đứa nha, tụi anh đi nhầm nhà rồi. Khoan đã, anh còn chưa hát tặng sinh nhật em mà. Sao lại như vậy? Hê, chuyện này là sao vậy? Họ thậm chí còn không biết bạn là sao ai. Sao bạn cứ thích quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó vậy? Mình quan tâm bởi vì mình là bạn của bạn kia mà. Hả? Chúng ta sao? Chào bạn ơi. Các bạn, mọi người đều đến sao? Thì ra các bạn muốn làm cho mình một bữa tiệc bất ngờ. Cảm ơn nhiều lắm. Làm sao các bạn biết được vậy? Hả? Thì ra đây là nhà của bạn sao? Vì cha đưa gọi nên tụi mình mới tới đây đó. Thì ra bạn đã lên kế hoạch với các bạn ấy để làm cho mình bất ngờ. Cảm ơn bạn nhiều nha Shadow. Có gì mà bất ngờ chứ. Mình đến đây là vì Shadow nói bữa trưa của mình sẽ phong phú hơn bởi có thêm món lobster. Đồ ăn ở trên bàn đó, mong là các bạn sẽ thích. Mình tới vì Shadow nói sẽ cho mình xem búp bê của bạn ấy. Bạn ấy muốn xin lỗi vì làm hư bài tập của mình. Đây nè. Búp bê của mình mà. Tại sao bạn lại gọi cho mình? Thì bởi vì bình thường bạn rất thích chọc ghẹo mình mà. Mình tìm được đối tượng cho bạn rồi nè. Hãy chọc ghẹo em ấy đi. Ý của chị là sao? Anh cứ việc chọc ghẹo em. Thôi, mình không thích. Tại sao chứ? Mình chỉ chọc ghẹo những cô gái xinh đẹp thôi. Cô gái xinh đẹp. Thấy cũng như nhau mà. Thế sao hả? Bạn có quá trời đồ ăn và còn rất nhiều trò vui để chơi nữa. Cho nên đừng có cao có như vậy. Tụi mình tới là vì bạn mà. Đúng đó. Dừng lại ngay. Nếu các bạn không đến để chúc mừng sinh nhật mình thì đi về hết đây. Mình không hề biết hôm nay là sinh nhật của anh Huy. Mình nghĩ chúng ta đã dẫn hơi lố rồi đó. Tất cả đều là lỗi của chị. Chúng ta đến sinh nhật ai đó là để chúc họ vui vẻ, chứ không phải đến vì đồ ăn đâu, chị hiểu không? Nhưng mà bây giờ mới được có nửa ngày à. Sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc bất ngờ thật sự cho bạn ấy đi? À, mệt ghê á, lại là tiệc bất ngờ. Nhưng mà không sao, mình là hoàng tử luôn mang lại bất ngờ mà. Mình ghét cho cha đâu. Mình ghét chị cho ơi, mau ra đây cho chị. Anh Huy ơi, sinh nhật vui vẻ nha. Anh Huy ơi, chúc mừng nha. Đây là quà của mình, bánh kem 5 tầng. Mừng ngày sinh nhật dễ thương.
mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày đó anh Hui sinh ra đời, hãy đáng mang lời chúc mừng. Lại đây cô gái, mình có món quà khác dành tặng bạn nè. Nó là cái gì vậy? Xin chào cô gái, nàng công chúa nhỏ xinh đẹp ở trong rừng của tôi. Tôi sẽ tặng em một tấm vé đặc biệt. Nó cho phép em trở thành bạn gái của tôi, Mr. Sondon, người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới trong vòng một tuần. Không chỉ có vậy thôi đâu, tôi có thể làm tan vỡ trái tim của những cô gái phải lòng tôi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm như vậy với em, ít nhất là trong một tuần cô bé à. Cha cha đô, mình ghét bạn nhất trên đời này. Mẹ ơi! Ôi trời, đã 7 giờ rồi sao? Thôi được rồi, thôi được rồi. Để coi. Nhân ái vô hình, tôi sẽ bảo vệ hòa bình cho thế giới. Mẹ mình là người ngoài hành tinh. Jane à, đã nói bạn phải cẩn thận, anh ta rất nguy hiểm đó. Tom, làm ơn đừng nói những điều như vậy nữa, có được không? Mình sẽ chứng minh cho bạn thấy. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Tom, hãy cứu mình với. Không còn sự lựa chọn nào khác. Ta nhân danh sự hòa bình và tình yêu biến hình. Mình thật xin lỗi vì mình đã không tin tưởng vào bạn. Không sao đâu Jane, nhưng mà bạn hãy luôn ghi nhớ thật kỹ, người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta, bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Tôi là siêu nhân nhân ái. Ai vậy hả? Ta sẽ không tha cho đâu. Chính là tôi, mẹ của bạn đây. Bạn làm ơn về phòng làm bài tập mau lên. Nhưng tại sao mẹ chỉ la có một mình con thôi vậy? Cả Barbie và Mimi cũng đều... Đâu mất tiêu rồi? Bây giờ con có chịu về phòng làm bài tập chưa? Con là chị lớn của các em, vì vậy nên là một tấm gương tốt mới đúng chứ. Người ngoài hành tinh độc ác luôn ở xung quanh chúng ta, bọn chúng nhìn rất giống chúng ta. Đúng vậy, mình nhất định phải nhìn ra được ai là người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh hả? À, phải rồi, mình đã nhớ ra rồi. Cuốn tạp chí mà cậu đã mang tới khi ghé qua nhà mình chơi, mình nhớ là có một mẫu chuyện về người ngoài hành tinh ở trong đây mà. Đây rồi. Không giống với người bình thường, người ngoài hành tinh có những khả năng rất là đặc biệt. Và trong số những khả năng đặc biệt đó chính là họ có thể ẩn mình trong một hình dáng rất rõ ràng. Nếu như người ngoài hành tinh ẩn mình trong một hình dáng rõ ràng thì... thì ra là như vậy. Mình biết có một người giống như mô tả này. Được rồi các em, chúng ta bắt đầu tiết học ngày hôm nay nào. Nếu nghĩ tới việc đó thì Minji là người rất đáng ngờ trong hình dạng một cô bé học sinh tiểu học. Cố lên, cố lên. Chuyện
Những khi các bạn khác đang chơi đùa thì Minty luôn có mặt. Cả lớp hãy nghe đây, trong đợt kiểm tra cuối kỳ này bạn Minty lại được điểm cao nhất. Hãy chúc mừng nào. Và bạn ấy luôn luôn học giỏi nhất ở trong lớp, lại còn luôn đứng đầu lớp piano nữa. Môn vẽ cũng giỏi, bạn ấy giỏi mọi thứ. Sau khi nghĩ lại mọi chuyện thì Minty thật sự rất đáng ngờ. À, Shadow à. Hả? Bạn có muốn ăn bánh gạo cay không? Hôm nay mình sẽ mời bạn nha. Sao bạn ấy lại đề nghị mời mình ăn bánh gạo chứ? Hả? Không lẽ bạn ấy biết mình đang nghi ngờ về bạn ấy rồi sao? Nếu vậy, mình phải kiểm tra mới được. Đó là đặc tính của người ngoài hành tinh, di chuyển thật nhanh để tự bảo vệ chúng. Shadow à, bạn làm cái gì vậy? À, sao bạn không tránh đi chứ? Sao chứ? Bạn đổ nước bất ngờ thì làm sao mà mình tránh được? Nếu như bạn là người ngoài hành tinh thì chắc chắn là bạn phải tránh được. Hả? Người ngoài hành tinh? Thì ra là gì? Bạn nghĩ mình là người ngoài hành tinh hay sao chứ? Đúng vậy đó, bởi vì bạn giỏi tất cả mọi thứ mà. Shadow à, nhưng bạn giỏi các môn thể thao hơn mình rất nhiều mà. Người ngoài hành tinh rất là khỏe mạnh, nhưng mình thì lại yếu ớt hơn bạn rất là nhiều. Ha, đúng như vậy ha. Minty à, cho mình xin lỗi. Do mình háo hức tìm người ngoài hành tinh quá. Vậy bạn có tiếp tục tìm hay không? Đương nhiên rồi, nhất định mình sẽ tìm ra được một người. Chị ơi, ra ngoài ăn khoai lang đi chị. Nhưng mà chị mới ăn bánh gạo cay rồi, không ăn đâu. Nếu vậy em ăn luôn phần của chị á, thiệt là hay quá đi. Tuy nhìn Mimi nhỏ bé như vậy nhưng mà Mimi rất là ham ăn. Hả? Đúng rồi, chính là Mimi. Điều đầu tiên, Mimi thật sự quá xinh đẹp để mà làm em gái thiệt của mình. Từ khi Mimi còn nhỏ xíu đã được rất nhiều người khen vì gương mặt xinh xắn của em ấy và được tất cả mọi người yêu mến. Nhìn cách em ấy ăn kìa, không người bình thường nào có thể ăn như vậy được. Được rồi, vậy thì mình sẽ thử kiểm tra xem. Cá thu mực và tất cả các hải sản tươi sống đều sẽ được giảm giá. Không vậy, giảm giá nữa hả? Giờ là cơ hội của mình. Trời ơi, cái Mimi à. Tại sao em không chịu né đi? Chị ơi, sao chị làm vậy? Chị xin lỗi, vì chị nghĩ em né được. Đừng đây, em sẽ mét mẹ cho chị coi. Chị năn nỉ em đó Mimi à, em đừng có mét mẹ mà. Chị hứa sẽ làm bất cứ thứ gì mà em muốn ha, có được không? Chị nói thiệt không? Vậy chị làm hết cho em đi. Thật sự là em không biết làm bài tập này hả? Vậy chị không chịu làm chứ gì? Được thôi. Mẹ ơi, chị sẽ làm liền mà. Chỉ cần một phút là xong ngay thôi. Đúng rồi, Mimi ngốc nghếch như vậy, làm sao là người ngoài hành tinh được chứ? Mẹ về rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Các con à, bữa tối ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn cá thu chiên nha các con. Mẹ đã mua rất nhiều cá và hải sản nè. Chúng ta sẽ không phải lo về thức ăn trong vài ngày tới nữa rồi. Sao mẹ lại có thể khỏe như vậy được chứ? Đúng, mẹ thật sự rất là đáng ngờ. Chính xác, mẹ có một sức mạnh siêu nhiên. Thật sự nhanh kinh khủng luôn. Những thứ mà người khác không chú ý tới thì mẹ có một cặp mắt sắc bén và sức mạnh phi thường để mang chúng về nhà.
Ôi trời ơi, hết sạch rồi. Và có một bao tử tốt tới nỗi không thể tin được. Mình nhất định cần phải kiểm tra. Con đang tính làm gì mẹ vậy? Không sai, mẹ chính là người ngoài hành tinh rồi. Con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Mau về phòng làm bài tập ngay đi. Mẹ ơi, không phải người ngoài hành tinh. Ngươi hãy mau hiện con người thật của ngươi ra đi. Hả? Con vừa mới nói cái gì đó cha đu. Mình đã đánh mình một trận luôn. Đúng vậy, mẹ bạn thật sự rất nhanh nhẹn khi làm những việc ở trong nhà. Và đối với mình thì bác ấy thật sự là một người rất là khỏe mạnh đó. Thiệt hả? Mình nghĩ những người mẹ trên thế giới này đều có một sức mạnh siêu nhiên giống như người ngoài hành tinh vậy. Để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Con đã nói chuyện điện thoại nãy giờ bao lâu rồi hả? Đi ngủ mau lên. Thôi mình đi ngủ đây Minchi à. Mẹ mình nổi giận rồi. Ngủ ngon nha Minchi. Tạm biệt. Hẹn ngày mai gặp lại. Ủa? Mình đã hiểu rồi. Người ngoài hành tinh chỉ xuất hiện ở trên tivi mà thôi. Là đứa nào sao cứ nhấn chuông nhà người ta hoài vậy? Là em đây. Dạ em chào anh. Em là bạn cùng lớp của Minchi. Bạn ấy có nhà không anh? Cô bé dễ thương thiệt. Em là bạn của Minchi hả? Giờ anh mới biết con bé có bạn dễ thương như vậy á. Sao bạn lại đến nhà mình vào giờ này vậy hả? Tại vì không có ai chơi chung nên mình thấy chán quá. Không có ai chơi chung sao? Vậy thì bạn có muốn vô nhà mình chơi với mình không? Hôm qua ba mình mới mua búp bê mới cho mình. Chơi búp bê hả? Nghe cũng thú vị đó. Ước gì mình có anh trai. Bạn biết không cha đưa, bộ váy con búp bê này đang mặc được mô phỏng từ bộ váy của nữ hoàng Elizabeth nước Anh đó. Hãy nhìn nó đi nè. Bạn có thấy sự khéo léo được thể hiện trên từng cái nút áo không? Chiếc váy được may bởi một người thợ lành nghề ở Manchester đó. Tất cả chi tiết đều là một cách tỉ mỉ. Chưa hết đâu nha, loại vải dùng để may chiếc váy này cũng cực kỳ hiếm có, khó tìm. Cho nên giá cả của nó cũng vô cùng là... gì vậy anh? Mẹ nói anh mang bánh cho các em ăn nè. Thấy chưa, anh nói là em ấy rất dễ thương. Chào các anh, em là cha Du. Cô bé dễ thương như búp bê vậy. Tụi anh có thể giúp gì được cho em không? Hay là anh đi làm bánh gạo cay cho em ăn nha. Bánh gạo có gì hay, chơi điện tử với anh nè. Đủ rồi nha. Minchi à? Minchi à, có chuyện gì vậy hả? Có phải là hành động của mình rất dễ thương đúng không hả? Mình không có ý đó. Tụi mình ra chỗ khác chơi đi. Chứ ở nhà bị các anh ấy làm phiền hoài à. Cha Du à, tụi mình ra ngoài sân chơi đi. Nhưng mà Minchi à. Qua chơi thế này đi. Nhanh lên Minchi. Mình tới đây. Không ngờ các anh của bạn lại dễ thương tới như vậy đó. Minchi à, bạn thật sự là may mắn. Tại sao chứ?
thì còn sao nữa. Có nhiều anh trai nè, mỗi ngày các anh sẽ chơi chung với bạn, tha hồ vui vẻ luôn. Còn mấy đứa em của mình thì suốt ngày cứ đi theo nhờ mình làm bài tập này kia, sau đó còn phải chơi với tụi nó nữa. Vậy là bạn không biết gì hết Shadow à. Các anh ấy chỉ dễ thương với bạn vậy thôi, chứ với mình thì suốt ngày nhờ giả sai bảo, bắt mình làm hết cái này đến cái kia đó. Mình chỉ ước gì mình có mấy đứa em nhỏ đáng yêu giống như ở nhà của bạn thôi. Mình thì ước gì có được anh trai, còn bạn thì lại ước có được mấy đứa em. Ước gì điều ước của chúng ta thành sự thật hết ha. Đúng rồi đó. Chà, có chuyện gì vậy? Nè, cái đu quay này bị làm sao vậy? À, cha đâu à, hình như cái gì đó không ổn á. Nó quay càng lúc càng nhanh hơn đó. À, cha đâu à. Thể tin được là con bé lại ngủ quên ở ngoài này. Đúng là hết nói nổi. Mấy đứa trẻ con vẫn thường như vậy mà chị. Ôi trời ơi. Vậy chị đưa con bé về nhà nha mẹ Minh Chi. Chị cũng như vậy nha mẹ cha đu. Lại nằm mơ thấy gì nữa hả? Dạ chào bác, chúc buổi sáng tốt lành. Ủa, chào bác cái gì chứ? Dạ không phải đâu bác ơi. Thật ra ý của con chính là... Không mau dậy đi, rửa mặt ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nữa. Không lẽ con muốn đi học trễ hoài hay sao cho cha đu? Dạ con đi liền đây. Minh Chi à, hôm nay em có muốn anh đưa đến trường hay không? Không được, hôm qua em đã đưa em mới đi học rồi còn gì. Còn lâu mới tới mấy anh. Hôm nay anh mới là người đưa Minh Chi đi học nè. Minh Chi à, em thương anh nhiều nhất có đúng không? Điều ước của mình thành sự thật rồi. Minh Chi, em đi học quen nha. Chơi đua à. Chơi đua à. Đó là mình mà. Nè, bạn là Minh Chi á hả? Giờ phải làm sao đây? Chắc là hôm qua lúc ở sân chơi đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. À, sao tự nhiên nó lại quay nhanh quá vậy? Cha đu à. Minh Chi à, hay cứ để như vậy luôn đi, chứ mình cũng không biết phải làm sao hả? Bạn đang nói thiệt sao? Thì bạn nói là muốn các em mà bây giờ có rồi đó. Tuy mẹ của mình hơi khó chịu một chút, nhưng mẹ rất tốt bụng và yêu thương chị em mình. Cuộc sống của bạn sẽ rất vui vẻ. Lỡ như chúng ta không thể trở lại như cũ thì sao? Thì đành chấp nhận vậy thôi chứ làm sao. Cha đu à. Trời ơi cha đu. Trời ơi cha đu. Trời ơi cha đu. Tại sao hôm qua không ở lại làm vệ sinh mà dám trốn về hả? Thầy ơi, bạn ấy mới là cha đu, không phải là em. Trời cha đu, em còn dám giở mặt với thầy nữa hay sao? Thầy sẽ phạt em vệ sinh một tháng. Không phải, em không có ý đó mà thầy ơi. Vẫn còn dám cãi nữa hay sao? Tăng mức phạt thành 2 tháng. Dạ, em sẽ làm. Xin lỗi bạn nha, Minh Chi. Các em đã làm hết bài tập về nhà chưa? Giờ thì hãy để tập lên bàn cho cô kiểm tra. Dạ. Mình biết Minh Chi làm rồi mà. Đây là tập của cha đô mà. Hôm nay Minh Chi làm sao vậy? Thích quá đây. Vui quá có phải không? Chắc rồi đó. Yun Sắc à, hình như hai bạn đó có gì kỳ kỳ.
mình biết nè. Cứ như là hai người họ đã bị quán đổ cho nhau vậy. Thích quá, mình chỉ có được giường nệm riêng nè. Mình thích ở đây quá đi. Minchi ơi. Các anh trai yêu dấu của mình đang gọi kìa. Các anh ơi, Minchi đến đây. Minchi ơi, mì của anh nấu sắp xong chưa? Nè, nhớ đừng có làm bể trứng đó. Hình như có gì đó không đúng. Lẽ ra mình phải được các anh ấy cưng chiều chứ. Sao lại bắt đi nấu mì trời? Minchi ơi, lấy cho anh ly nước. Chờ em một chút. Anh ơi, nước của anh nè. Cảm ơn em nhiều. Nhân tiện em lấy bánh qua giùm cho anh luôn đi. Sao các anh ấy lại say mình làm nhiều chuyện quá vậy chứ? Mình sắp bắt điên lên rồi đây. Minchi ơi. Minchi. Anh mới kêu em có phải không? Bây giờ mấy giờ rồi? Anh đang đeo đồng hồ mà sao không tự coi đi hả? Ủa vậy hả? Nhưng anh lười quá. Em nói cho anh biết luôn được không? Minchi ơi, mì của anh sắp xong chưa chị em? Để em vô bếp coi đã. Bắt đầu quá đáng rồi nha. Nóng quá. Minchi của chúng ta đáng yêu quá đi. Minchi ơi, mì của anh có chưa? Minchi à, nước của anh đâu rồi? Minchi ơi, bây giờ là mấy giờ rồi? Mình bị bỏng mà vẫn còn sai mình sao? Mình không thể chịu đựng được nữa. Mình nhất định phải phản kháng. Minchi à, có chuyện gì vậy em? Em không thể chịu đựng được nữa. Mimi à, em có thích không? Dạ có, hôm nay chị tốt bụng quá đi chị Chadu. Còn em thì sao? Em cũng vậy luôn. Hôm nay chị Chadu giống như là một người khác vậy. Đây, bài tập của Mimi xong rồi. Giờ chúng ta cùng chơi nha Baby. Mimi ơi, chị mới là chị của em nè. Baby ơi, chị mới là chị của em mà. Minchi à, trời đất ơi. Chadu à, có chuyện gì vậy? Từ từ nói, bạn đừng có thiếu tay mình mà. Minchi à, mình không thể chịu đựng được nữa. Mình muốn chúng ta được trở lại như cũ. Mình nhớ ba mẹ với hai em của mình quá. Mình muốn quay về với họ. Nếu như chúng ta vẫn không trở lại như cũ được thì làm sao đây? Không giờ cũng phải được, nhất định phải được. Chúng ta nhất định phải đổi lại. Mình muốn được đổi lại. Hãy được đi, hãy được đi mà. Mình mà lại thất bại rồi sao? Mẹo. Trời đù à, chúng ta làm sao bây giờ? Mình cũng không biết nữa. Đêm qua ngủ ngon thiệt đó. Nè, ổn nỉ nè, bộ không tính đi học hay sao hả? Chị ơi, em đã nói đừng gọi em như vậy nữa mà. Chà đu, Mimi đã không thích gọi là ổn ỉn rồi mà. Sao con cứ gọi em là ổn ỉn hoài vậy? Sẽ làm cho em buồn đó. Mẹ còn lặp lại từ đó nhiều hơn nữa. Nhưng rốt cuộc em đã làm cái gì mà sao lâu quá vậy chú? Tại vì em không có đồ gì để mặc hết. Mẹ ơi, mua quần áo mới cho con đi. Em cứ nằm mơ đi nha. Bây giờ chúng ta hãy thi xem ai sẽ tới trường trước. Ủn ỉn à. Em đã nói từng trời như vậy nữa rồi mà. Mimi phải lòng bạn trai.
Jun đã nghe thấy. Nè, cho Mimi. À, Jun là bạn đó hả? Bạn đã gọi mình sao? À, làm sao đây? Đúng là bạn nghe thấy rồi. Hiện bây giờ mình vẫn còn đang bận suy nghĩ để xem kiếm trò gì thật thú vị và hấp dẫn để chơi cho vui đây. Xin lỗi bạn nha, chắc là mình không có thời gian làm bài tập đâu. Lại nữa hả? Không biết bao giờ chúng ta mới cùng ngồi một chỗ làm bài tập được đây. Ủa, là ai ở đằng đó vậy ta? Ủa, là Mimi đó. Nhưng cậu bé đi bên cạnh là ai vậy? Có thiệt không? Chuyện gì đấy? Nhìn hai đứa có vẻ rất là kỳ lạ nha. Có gì đâu mà kỳ lạ. Nhìn hai đứa thiệt là đáng yêu quá đi. Ủa Niệm nè. À, ai là Ủa Niệm? Là chị ấy gọi bạn á hả? Đâu có, ý bạn là sao chứ? Được rồi, chúng ta đi thôi. Ủa Niệm nè, tan học rồi sao còn chưa chịu về nhà hả? Ai? Ủa Niệm là ai? Chị làm cái gì vậy? Ôi trời ơi, dạo này em gan quá nha. Chị mau thôi đi nghe chưa. À, em chính là bạn của Ủa Niệm nhà chị đó hả? Chị là chị Ủa Niệm đây. À, thì ra là vậy. Dạ em chào chị. À, chị chào em. Biệt danh của Mimi là Ủa Niệm hả chị? Ủa Niệm là một người rất hay mắc cỡ cơ đúng không? Trời đâu à. Em không tin được đâu. Ở nhà Ủa Niệm chính là hoa hậu mắc cỡ đó. Bạn dừng lại đi mà. Chị đã nói xin lỗi em rồi mà, đừng có khóc nữa. Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Hãy nín khóc và kể cho mẹ nghe chuyện gì đi con. Mẹ ơi, không có chuyện gì xảy ra hết. Chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt ở trường thôi. Mẹ không cần phải quan tâm tới làm gì đâu. Không có gì hả? Ôi trời ơi. Hồi chiều ở trường chị Shadow đợi con là Ủa Niệm ngay trước mặt của bạn con á. Bây giờ con phải làm sao đây? Tới trường con sẽ mắc cỡ lắm. Chuyện này là sự thật hả? Vậy vì con thấy vui khi gặp em nên mới lỡ miệng nói ra. Anh nè Mimi à, chị đã xin lỗi em rồi mà. Thôi đi, em không nói chuyện với chị nữa. Trời ơi, cái con nhỏ này. Sáng hôm nay không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Con hãy suy nghĩ thử coi. Con gọi một đứa ngốc là ngốc thì nó sẽ bị tổn thương như thế nào hả? Mẹ lỡ lời thôi con. Mẹ đúng thiệt là. Tại sao mẹ lại nói như vậy chứ? Mẹ chỉ cần ngồi im lặng rồi gõ lên đầu con là được rồi. Tại con hết đó. Con đã làm Mimi khóc rồi. Bây giờ hãy tự đi dỗ nó đi. Tại sao chị Cha Tư lại nói vậy trước mặt Chun chứ? Mình ghét chị Cha Tư. Ây, phải làm sao đây? À, đá banh nè. Đây. Wow, bạn Jun đá hay quá. Bạn giỏi thiệt nha. Hả? Jun, họ chơi xong rồi kìa. Jun ơi, uống nước đi nè. Không được, Jun nhất định sẽ uống cái này. Không được, bạn sẽ uống cái này. Này, nè các bạn đừng cãi nhau nữa, cứ để mình uống hết là được rồi. Không biết là thằng bé có nhìn thấy mình không? Hy vọng là không, vì chúng ta ở xa mà. Đúng rồi ha, chắc là không thấy đâu. Mấy chị làm gì vậy? À, thì ra là chị của Mimi mà em đã gặp hôm qua. Em còn nhớ chị hả?
gương mặt của chị không dễ quên chút nào hết, có đúng không? Sao hai chị ở đây vậy? Không lẽ hai chị cũng đang muốn gia nhập câu lạc bộ người hâm mộ em? Nè June à, chị nghĩ là có lẽ chúng ta đã có một sự hiểu lầm. Ngày hôm qua chị đã vô tình phạm phải một sai lầm. Chị đã nói điều không hay nên làm cho Mimi bị ướt mặt trước mặt em. Ý chị là bị bẻ mặt? À, đúng rồi ha, bẻ mặt mới đúng. Nếu rửa mặt thì mới bị ướt mặt đúng không? Chị biết điều đó mà June à. Dù sao thì em hãy xóa hết trí nhớ về chuyện ngày hôm qua đi. Hãy xóa hết đi nha. Nè chị kia, chị làm cái gì vậy? Ai cho phép chị nắm tay bạn chun của tụi em như vậy? Em nghĩ chắc là chị đã hiểu lầm rồi. Sao? Hiểu lầm hả? Em không hề có ý gì với bạn Mimi hết á. Chỉ là không biết trong lòng bạn ấy đang nghĩ như thế nào thôi. Không có ý gì. Bạn Mimi rất là dễ thương, nhưng thực sự bạn ấy không phải là mẫu người mà em thích. Em đi chung với bạn ấy vài lần bởi vì tụi em cùng đường về nhà. Nhưng như chị cũng thấy, em chỉ coi Mimi cũng giống như một người hâm mộ em mà thôi, không có gì khác hết. Không có ý gì, chỉ giống như một người hâm mộ hả? Nếu vậy thì từ nay chị không muốn thấy em tới gần Mimi nhà chị nữa. À, nhìn kìa cha đưa à. Hả? Sao họ cứ đuổi theo hoài vậy chứ? Dù sao thì mình cũng đã thoát được. Nhưng không ngờ chuyện lại như vậy. Biết phải nói gì với Mimi bây giờ? Xin lỗi nha Mimi à. Chị đã đi tìm hiểu được rồi. Và chị phát hiện cậu bé Chun đó thật sự là một đứa có tính ngạo mạn và còn rất đào hoa nữa. Vì vậy cho nên nó thật sự không thích hợp với... Nè chị, chị không có quyền nói xấu và sỉ nhục bạn của em như vậy. Đúng là hai đứa giống nhau y chang. Hả? Là ai vậy hả? Dạ, con là bạn của Mimi. Dạ con chào cô. Ủa? Wow, sao lại tới đây chứ? Đó là hình trái banh. Hình trái banh. Con có thể gặp bạn Mimi được không cô? Được rồi, con đợi một chút nha. Mimi à. Có chuyện gì vậy? Mặt của bạn bị sao vậy? Chị của bạn thật sự có vấn đề gì á. Mấy bạn hâm mộ mình rất là tức giận. Vì vậy mình phải thuyết phục để họ bỏ qua cho chị ấy. Mình xin lỗi. Không biết hai đứa nói chuyện gì nữa. Mình chỉ hy vọng thằng nhóc đó không trả thù lên Mimi nhà mình. Chị đã làm gì ạ? Bạn không cần xin lỗi đâu. Cảm ơn bạn. Thay vào đó mình nhờ bạn làm một chuyện. Nhờ mình á? Sao? Cái gì chứ? Vậy tạm biệt bạn nha. Nè đợi đã Mimi à. Hãy đi trốn mau lên. Bộ có ai kiếm em hả? Là trái banh. Trái banh đã tới đây đó. Em nghe nói chị đã đi gặp Chun có đúng không? Đúng như vậy. Bởi vì để xảy ra chuyện ngày hôm qua nên chị muốn nói chuyện với Chun để thuyết phục nó làm bạn với em thôi. Vì chuyện đó mà chị ném trái banh vô mặt bạn ấy hả? Thì chuyện đó thiệt ra chị xin lỗi em Mimi à. Chị thật sự không còn gì giải thích nữa. Chị xin lỗi vì đã ném banh vào mặt Chun. Chun sẽ coi em là bạn gái. Hả? Thiệt vậy hả? Đúng vậy. Nếu em ném banh vào mặt chị giống như chị làm thì bạn ấy sẽ coi em là bạn gái. Đây nè Mimi à, chị sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là để tốt cho em. Em có thể dùng bất cứ loại gì, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, kể cả bóng chày nè. Nè em mau làm đi. Thôi được rồi. Em đã nói với Chu là em không cảm thấy hứng thú với bạn ấy. Tại sao? Đó là bởi vì nhờ mình hả? Đúng rồi, một việc rất đơn giản. Nếu bạn có thể làm mặt của chị bạn bị giống như mặt của mình thì mình sẽ... Mình xin lỗi bạn nhưng đừng hiểu lầm. Mình thật sự đã thích một người bạn khác rồi. Mình không hứng thú với bạn đâu, hiểu chưa? Vậy tạm biệt bạn ha. Nè khoan đã Mimi à. Tình cảm chân chính là không có điều kiện. Và đặc biệt em cũng có lòng tự trọng của mình chứ bộ. Mimi à, đương nhiên là vậy rồi. Dù sao thì em làm tốt lắm Mimi à. Mimi thiệt là giỏi. Trái banh nè, nguyên hình trái banh ở trên mặt nè.
시간 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로